Rồi, hello mọi người. Hiện tại Sầu Ca đang có mặt tại Hậu Giang nha mọi người. Hiện tại cái cầu này là cái cầu 3000 nha mọi người. Sầu Ca đang đứng ở Hậu Giang đây. Thì hiện tại là Sầu Ca đang đi về Kiên Giang giao ba cây ná cho chú Chí với anh Niên với một bạn ở Gạch Sỏi nha. Thì hiện tại là đang đi giao ná nè. Đó. Ai đặt hàng mà dạng như mà ở gần ngay Kiên Giang hay ngay Sỏi là Sầu Ca sẽ đi giao nha, sẵn là mình đi bắn tôm hú luôn. Thì ai có đặt hàng mà chuyển khoản là Sầu Ca chạy 8-9 chục không đó, đi giao hàng nha anh em. Hiện tại là giao tới, giờ đang đi tới Hậu Giang rồi nè. Tính đi vô cái đường này đang bắn nè mọi người. Cái đường này một hồi vòng qua bụi, mấy bụi chạm đây nè, rồi mấy vòng qua kia. Rồi nãy có điện, có bằng lưng chạy ra nè mọi người. Tính kiếm mớ tô hú xong rồi ghé nhà chú Chí nhậu với anh Nên với chú Chí. Hiện tại thì cây này là 690, đi giao cho người ta nha. Hai cây 690, một cây 1.2 triệu nha. Cây này là cây nhám cát Lý Mỹ Tịch chiên full. Thì gói hàng ở trong đây nè, mới moi ra nè mọi người. Lo thì chuẩn bị đặng lọt qua Hậu Giang này là bắt đầu chuyến được tô hú rồi mọi người. Rồi sớm đi mắc mưa ở Vĩnh Long, ở Cần Thơ, giờ mới qua Hậu Giang thì trời nắng rất là tốt. Hiện tại là cũng khoảng 4 giờ mấy rồi. Mới dừng ở đây nghỉ mệt chút xíu, không gió xíu nè mọi người. Giờ Sầu Ca phải chạy dưới đang đón với bằng lưng nè, bằng lưng chạy ra chỗ đường Tổng Quảng ở dưới Gò Quao đó mọi người. Thì giao ba cái này là cũng được một mớ tiền ăn mì tôm rồi đó. Thấy cực khổ không, thấy làm nắng cực khổ không. Thì vòng về coi có bắn được gì không, còn không bắn được gì thì hồi ghé nhà chú Chí chơi luôn. Chú Chí cũng còn tô hú để hồi chú Chí cũng nhậu nữa mà. Rồi tiếp tục anh em ơi, đi giao ná thôi.
thất bại rồi. Chắc tụi nó đi đầu thai hết rồi. Chắc tụi nó bị ná thủ xịt hết rồi. Giờ phải lòi ra mọi người. Xe để trên quốc lộ mọi người. Giờ 5 giờ mấy nha. Để hồi ghé mấy điểm ở ngoài đường chính nhất nữa thôi. Giờ phải lòi ra. Biết giờ làm cái gì cũng bắn chim được chừng. Đi giao hàng, đi chơi, cái gì mình cũng bắn được chân. Trước mấy bụi lùm này im lắm. Tụi nó hay tập trung ở đây. Nhất bắn nhất bành hết. Còn đâu. Ná càng ngày càng nhiều. Chim thì càng ngày càng hết. Ý là sầu ca cho bắn tô hú nhiều đó. Mấy chim khác ít bắn đó. Rồi tiếp tục thôi. Tiếp tục cuộc hành trình đi giao ná của mình. Rồi hả mệt. Xe tôi đây. Go. Tới nhà chú Chí này nè. Chúc nó chú Chí để tô hú. Thơm dữ vậy. Giống như cày dữ vậy. Bát ngát trời xanh luôn. Dầu hào luôn anh em. Nước tương, xì dầu. Nhà chú Chí thì cũng không có gì hết trơn á, ngoài tô hú thôi. Này khoe tủ luôn. Ông già gì chứ, ông già nguy hiểm lắm. Bây giờ ông tô hú nè. Tô hú nè. Tô hú đầy nhăn luôn nè. Mấy bạch nhóc này luôn nè. Giờ mấy này mình lại chút đó, mình nhậu. Này là món gì? Kêu món gì? Sa tế. Tô hú lẩu sa tế nha. Món mới nha mọi người. Cho nước mắm vô. Nước mắm Hồng Phước. Đây. Cay nó cay. Đồ hủ rồi mọi người.